Core Drip USA High-End Equipment Instruction. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Sau lưng tôi là PA Series. Yo. Hướng dẫn sử dụng máy Triceps Deep. Xin chào các bạn, đây là chiếc máy PA cuối cùng mà Duy Nguyễn hướng dẫn. Nó cũng là chiếc máy PA cuối cùng của phòng này luôn rồi. Đây là một chiếc máy mà gọi là tập thì đơn giản lắm, mà tiền thì nó cũng rẻ chút nào. Bây giờ chúng ta đi qua cái dòng máy này như bao cái dòng mà PA khác, không có gì lạ hết. Rồi chúng ta chỉ có vô tập thôi, chúng ta không làm gì trên trọi máy này hết. Kỳ vậy đó. Nhưng mà anh Duy sáng tạo lắm, anh Duy sẽ làm nó deep, nó nhiều hơn deep. Đó. Nhìn cô gái tập sao mình tập vậy. Nè, xuống nè. Nè, xuống là cái người phải dậy nha. Dựng lên, cạch. Đó. Tiếp lên cho tay sao vô ngực. Không có tiếp được tay nha các bạn. Ép tay sát vô nè. Ép vô. Bài tập ép ngực trên máy BioArc Triceps Deep. Hồi nãy là Duy đã trải nghiệm tính năng deep, bây giờ Duy sẽ trải nghiệm tính năng tập ngực, ép ngực. Khác đúng không? Hơi khác một chút xíu, nhưng mà đó vẫn là ép ngực. Bình thường các bạn ép là ép vậy đúng không? Thì mình tập gym phải sáng tạo không Duy? Cái máy này sao ép ra được? Chest flies, nhóm cơ tác động, ngực. Rồi, tới tính năng đẩy ngực, xoay tay vào, đẩy xuống. Chest press, nhóm cơ tác động, ngực, tay sâu. Xong, cái đó đẩy ngực dưới nha, bây giờ đẩy ngực giữa. Đẩy ngược trên không được, máy này không đẩy ngược trên được. Đó là Duy thêm cho bạn hai bài. Bài tập tay sau trên máy BioArc Triceps Deep. Bây giờ là chúng ta cùng nhau tập bài tay sau. Tay sau nha. Nhưng mà nãy các bạn nhớ là deep. Bây giờ chúng ta cùng nhau tập như vậy. Triceps extension, nhóm cơ tác động tay sau. Không, cùi chỏ nè, không có dang ra vậy nha. Cùi chỏ cố gắng để khép vào tí. Tập lại. Tập tay sau ở cái máy này nó có hai cái cách tập quan trọng mà các bạn phải nắm. Một là cách nãy, cách thứ hai là deep bình thường. Deep vô ngực luôn. Còn tập hồi nãy không vô ngực. Những tinh hoa của cái máy này tên chính là Tricep Deep. Độc quyền tại Việt Nam. Công nghệ đường cong sinh học. BioArc. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.